Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã tới với kênh YouTube channel này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy An á, thì hãy nhớ nhấn cái nút chuông màu đỏ dưới đây nha, để các bạn có thể coi được những cái video của An trong thời gian sắp tới đây. Thì hồi trước An quay đi video đó, An quay bằng cái phone nên có nhiều bạn nói là An nói cái giọng của An hơi bị rè, hơi bị khó nghe, nên là hôm nay An đã mua cái microphone này. Thì An hy vọng á, là cái tiếng nói của An khi mà trong cái video sẽ rõ hơn. Thì nếu mà các bạn nghe rõ hơn á, các bạn cũng comment ở dưới cho An biết nha. Và hôm nay á, An có một cái tin em muốn chia sẻ với lại các bạn á, là hôm nay đã là thứ 6 tháng 8 ngày 7 Tây rồi. Đúng theo cái lịch làm việc ở trên Quốc hội á, thì hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng của những cái nhà lập pháp. Sau ngày hôm nay á, người ta sẽ có cái lịch để mà người ta đi reset, tức là người ta quay trở về cái tiểu bang của người ta và người ta làm việc ở đó cho tới tháng 9 thì người ta mới quay trở lại Washington để mà người ta làm việc. Thì rất là nhiều người, trong đó có An cũng hy vọng là tới ngày hôm nay ít nhất là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa người ta cũng đàm phán xong với nhau để mà người ta có thể trình ra một cái bill chung được sự đồng ý của cả hai đảng, để mà tuần sau hay là ít nhất là cuối tuần này á, thì cả hai đảng người ta, bên Dân Chủ và Cộng Hòa, người ta có thể vô, tức là người ta có thể bầu để mà thông qua cái dự luật đó, để mà qua tuần sau thì Tổng thống Donald Trump có thể ký. Nhưng mà một cái thông tin rất là buồn á là tính tới thời điểm bây giờ, ngày hôm nay lúc mà em quay cái video này với các bạn á, đã là 7 giờ tối giờ của Cali rồi, nhưng mà vẫn chưa có một cái dự luật nào của cả hai đảng được đưa ra, cũng như là không có một cái luật nào đã được thông qua trong ngày hôm nay hết. Hai đảng vẫn còn đang trong quá trình á, là bàn bạc và đàm phán với nhau để tìm ra tiếng nói chung. Bình thường á, hồi trước á, bên đảng Dân Chủ người ta có cái gói gọi là Hero Act, thì người ta muốn 3.000 tỷ, còn bên đảng Cộng Hòa thì người ta có cái gói hỗ trợ tên là Hughes Act, thì cái gói này người ta chỉ muốn 1.000 tỷ thôi. Thì cuối cùng sau khi 3 tuần đàm phán với nhau thì ngày hôm qua và ngày hôm nay á, bà Nancy Pelosi cuối cùng bà cũng đã chịu nhượng bộ hơn một chút xíu. Bà nói là ví dụ như là đảng Dân Chủ người ta muốn 3.000 tỷ, đảng Cộng Hòa muốn 1.000 tỷ. Thay vì như vậy, cứ ngồi đàm phán với nhau thì mình chọn một cái con số ở giữa, tức là đảng Dân Chủ người ta sẽ giảm xuống 1.000 tỷ và đảng Cộng Hòa nên nâng lên 1.000 tỷ nữa để mà cho cái gói hỗ trợ lần thứ hai này có thể là 2.000 tỷ. Nhưng mà bên đảng Cộng Hòa người ta không có muốn điều đó. Người ta vẫn muốn là cái gói hỗ trợ lần thứ hai này á, chỉ là 1.000 tỷ thôi. Thì nói như vậy á, có nhiều bạn, các bạn nếu mà các bạn nào ủng hộ đảng Dân Chủ á, thì các bạn sẽ nói là đảng Cộng Hòa tại sao mà keo quá vậy, tại sao không nâng tiền lên một chút xíu để mà cái gói này nó có thể thông qua được dễ dàng hơn. Nhưng mà trong cái gói hỗ trợ của đảng Dân Chủ, cái mà Hero Act á, nếu mà các bạn tìm hiểu kỹ hơn, các bạn sẽ thấy nó có rất là nhiều những cái nữa ngoài những cái mà mình biết. Ví dụ như nổi tiếng nhất mình biết á, là cái similar check cho mỗi người dân nè, 500 đô cho mỗi đứa con nít, và một người, một gia đình nó tối đa là 3 người dependent có thể lãnh được cái 500 đô đó. Thì còn thêm ví dụ như là tiền thất nghiệp nè, rồi bên đảng Dân Chủ á, người ta còn muốn phân tiền cho những cái post office, tức là những cái giống như là USPS nè, hoặc là người ta muốn phân tiền thêm cho những cái trường học, tại vì những cái trường học á, không có được mở cửa bây giờ, thì người ta muốn phân tiền, người ta muốn trao tiền cho những cái trường học để mà mua thêm trang thiết bị, hoặc là người ta còn muốn cho những cái state local government cái số tiền này để mà hỗ trợ nữa. Thì như vậy á, bên đảng Cộng Hòa người ta thấy là cho như vậy là quá nhiều so với lại cái số tiền mà nên cho, tại vì ví dụ như post office giống như là USPS á, nó không có bị ảnh hưởng quá nhiều bởi vì cái dịch bệnh này đó, nên là cái lý do mà bên đảng Cộng Hòa người ta không có mong muốn điều này. Và Tổng thống Donald Trump á, thì cũng đã lên trả lời phỏng vấn ngày hôm nay, và Tổng thống có nói á, là nếu như mà cho tới cuối tuần này mà cả hai đảng á, người ta không có đưa ra được những cái sự thống nhất chung với nhau á, thì Tổng thống có thể dùng cái nó gọi là exclusive order để mà có thể gia hạn ra cái tiền thất nghiệp, cũng như là sẽ có một cái gọi là payroll tax cut, tức là những bạn nào á mà đi làm trong tháng 7, các bạn lãnh lương á, thì nếu mà các bạn đã lãnh lương rồi thì có thể là bây giờ các bạn sẽ nhận thêm được cỡ khoảng 7.65% nữa. Ví dụ như nếu mà bạn nào á mà làm lương, em ví dụ là 1.000 đô một tháng, thì bây giờ các bạn có thể nhận thêm cỡ 75 đô nữa đó. Và bắt đầu là nó tính từ tháng
một à, tháng 7 ngày 1 Tây và tính tới là tháng 12 ngày 31 Tây thì tổng thống nói là sẽ gia hạn như vậy đến ít nhất là cuối năm cho cái payroll taxes, và tổng thống sẽ gia hạn thêm cái tiền thất nghiệp. Thì hiện tại tổng thống Donald Trump chỉ nói là gia hạn cái tiền thất nghiệp thêm thôi, mà gia hạn bao nhiêu, cái con số bao nhiêu thì chưa có đề cập ra cụ thể. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ có cái mà tiền thất nghiệp đó là $600 một tuần, nên nếu mà tổng thống ký cái mà exclusive order đó thì rất có thể là sẽ gia hạn cái tiền thất nghiệp là $600 một tuần. Cái tiếp theo mà tổng thống muốn có trong cái exclusive order của mình á, đó chính là cái mà luật mà để cấm những cái người cho thuê nhà, trục xuất những cái người thuê nhà nếu mà người ta không trả tiền nhà ra trong cái thời điểm hiện tại. Tại vì trong cái CARES Act á, nó có một cái luật, ví dụ giống như là các bạn đi thuê nhà nhưng mà các bạn không có tiền để các bạn trả tiền nhà đó, thì những cái người chủ nhà người ta không có quyền đuổi các bạn ra. Nhưng mà cái luật này đã kết thúc vào tháng 7 ngày 31 Tây rồi, mà hiện nay á, cái tình trạng thất nghiệp á, nó đang diễn ra rất là nhiều luôn. Có tới 19 triệu người Mỹ người ta đang khai thất nghiệp, thì có rất là nhiều người sẽ không có tiền để mà người ta đủ trả tiền nhà trong cái thời điểm này. Nên nó là cả tổng thống lẫn đảng Dân Chủ vẫn cộng với lại đảng Cộng Hòa, người ta đều muốn gia hạn cái luật để mà không có trục xuất những cái người thuê nhà ra trong cái thời điểm hiện tại. Đó, đó là những cái mà An chia sẻ cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà mấy bạn thấy thích á, thì mấy bạn hãy cho An một like, share, subscribe kênh channel cho An nha. An cũng chúc các bạn á, là sẽ có một cái ngày weekend thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của An. Bye bye.